miếng này liệu có gặp được hoàng tử của đời mình không nhỉ? Có vẻ là không rồi. Wake up and where? Hey anh. Khoảnh khắc buổi sáng thư thả, ngắm thời gian trôi như thế này. Không thể nào có đâu. Wake up and where? Hey em. Chỉ cần đổ vào thật nhiều tâm huyết, những chiếc bánh ngon nhất thế giới sẽ ra đời. Chắc là cần thêm chút xíu may mắn nữa. Wake up and where? Hey, hey.